người, người là đấng cứu độ. Tôi là tội nhân, người đã dẫn tôi về. Giêsu, người là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào người sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời. Giêsu, tôi hát về người. Giêsu, tôi tán tụng người là tình yêu Thiên Chúa. Giêsu, tôi chúc tụng người. Giêsu, tôi cảm tạ người. Người là người yêu của tôi. Giêsu, người yêu của tôi. Giêsu, người yêu của tôi cảm tạ người vì người thương tuyến cho tôi từ bụi cho được yên thiên vương. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hướng về phía cuối nhà thờ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin đáp sống Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Tình yêu của Chúa Cha và ơn công nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm bao nhiêu vừa qua, tất cả cuộc gương có và phục sinh của Đức Kitô, để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay. Chúng ta đã cầu nguyện hấm hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa nhận lễ đá hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất bao nhiêu vừa qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem cả niềm tin và hăng hái bước theo người. Xin người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa tỏa nắng hàng thương, xin thay nghiêng những cảnh ngã này, để chúng con cầm mà hoan linh Đức Giêsu là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tin hữu Chúa được theo người và thành thánh Jerusalem vinh cửu, người hàng sông và hiên tri muôn đời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, đến làng Bethphage phía núi cây Ô-liu, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con đường đẹp
Giê-xu đã dạy, các ông dắt lừa mẹ, lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-xu cưỡi lên. Đông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, một số khác ngài chặt cành lá, rải lên lối đi. Dân chúng người đi trước kẻ theo sau, đeo hào vang dày, hoan hô thái tử nhà David, chúc tụng đứng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Khi Đức Giê-xu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau, ông nào vậy? Dân chúng trả lời, môn sứ Giê-xu người Nazareth, sứ Galilea đấy. Đó là lời Chúa. Đức vô của người đến. Kính thưa ông bà anh chị em, theo bài tin mừng chúng ta vừa nghe, toàn người đến Jerusalem và đặt tâm tung hô Đức Giê-xu, chứng tỏ và nhận biết Ngài là Đấng Thiên Sai. Họ trải áo trên đường cho Ngài đi qua, họ bẻ những cành lá vừa vẫy chào vừa tung hô chúc tụng, hoan hô con vua David, chúc tụng đứng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Mọi người cầm cành lá đã được làm phép và được giữ lại, nhưng đừng coi đó như là mồ hồ mình, hoặc coi lá đó có thể chữa được trừ tà hoặc ngăn ngừa tai họa, vì như vậy là mê tín dị đoan. Lá đó được giữ lại tại nhà để biểu hiện niềm vui vào Đức Giê-xu Kitô là Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Độ, Ngôi Hai Thiên Chúa. Lễ lá là ngày lễ để tôn kính Đức Giê-xu Kitô là vua. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời trần thế của người, Đức Giê-xu đồng ý để cho dân chúng tung hô vạn tuế người là vua, hoan hô chúc tụng đứng nhân danh Chúa và đến hoan hô trên các tầng trời. Người vào Jerusalem trong phong cách tế vương để khai mở một vương quốc mới, vương quốc sự thật và sự sống, yêu thương và an bình. Dịp lễ này cho chúng ta một cơ hội nữa để tuyên dâng niềm tin của chúng ta vào vua các vua, vua cả trời đất, nhất là vua của mọi cõi lòng. Để có việc làm cụ thể trong tuần này, chúng ta sẽ tìm cách tế nhị giúp một người đang gặp khó khăn vật chất hoặc đau buồn tinh thần để họ lấy lại được niềm hy vọng. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết vui lòng vâng phục thánh ý Chúa, dầu là khi chúng ta không hiểu được tại sao. Và giờ đây để thể hiện niềm vui của những người con cái Chúa, chúng ta cùng hân hoan tiến vào đền thờ với cành lá trên tay và với những vũ điệu ca hát để ca tụng vua Giê-xu. Thank you.
Chúng ta cùng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho linh hồn Giuse đến đạt. Xin cho việc sinh nhật bình an cầu nguyện cho các linh hồn. Và chúng ta dâng thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những ơn lành và đã ban cho chúng ta có những ngày chay thánh thật tuyệt vời. Và chúng ta bước vào tuần thánh, chúng ta hân hoan tiến vào trong tuần thánh để cùng với Giêsu đi vào cuộc khổ nạn phục sinh của Ngài. Với những ý nghĩa đó, chúng ta cùng bước vào thánh lễ với lời nguyện nhập lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng thư, cho đã muốn cho tất cả được cứu chuộc loài người phải sau khi phạm nhân và chịu khổ hình thầm gian, để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người đề đài trong cổ thương con và được góp phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hàng sống và Thiên Chúa cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn của muôn đời. Thank you.
Người đã tự hạ mình mà vâng.
có lời chép rằng ta sẽ đánh chủ chân và các chiên trong đoàn sẽ tan nát. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con. Dù tất cả bất phạm vì thầy, riêng con sẽ không bao giờ bất phạm. Chúa Giêsu đã thầy bảo thật con, chính đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy ba lần. Phêrô lại thưa, dù có phải chết cùng thầy, con sẽ không chối thầy. Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy. Rồi Chúa Giêsu cũng đi với các ông đến một chỗ gọi là Gethsemane, và người bảo các môn đệ, các con hãy ngồi đây để thầy đến đàn kia cầu nguyện. Chẳng lẽ các con không thức cùng thầy được lấy một giờ ư? Hãy cẩn thức và cầu nguyện để khỏi tâm cơn cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ, nhân xác thì yếu đuối. Rồi người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và rằng: Lạy cha, nếu trên này không thể qua đi được mà con phải uống, thì xin theo ý cha. Cho tới dinh thự.
bấy giờ Giuđa, kẻ đồ người, thấy người bị kết án thì hối hận, đem 30 đồng bạc trả lại cho các thực tế làm kỳ lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì đổ máu người công chính. Nhưng họ trả lời: cái chi đến chúng tôi mặc kệ ăn. Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi cất khổ. Các thượng tế được lấy đồng bạc đó và nói: không nên để bạc này vào kho vì là giá máu. Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ cúng, làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế ruộng ấy cho đến ngày nay được gọi là Hazelema, nghĩa là thùng đó. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Giê-rê-mi-a nói: chúng đã lấy 30 đồng bạc là giá cho con cái Israel đã mặc cả mà bán đấng cao trọng, và họ mang tiền đó mua thửa ruộng của người thợ cúng, như lời Chúa đã truyền cho tôi. Vậy Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng trấn và quan hỏi người rằng: ông có phải là quân dân Gioan hay không? Chúa Giê-xu đáp: ông nói đúng. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người thì người không trả lời chi cả. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người: ông không nghe tất cả những điều họ tố cáo ông sao? Chúa Giê-xu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Ba-la-ba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập tại đó rằng: các ngươi muốn ta tha cho ai? Ba-la-ba hay Giê-xu mà người ta cũng gọi là Kitô? Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nổi người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi giục dân xin tha Ba-la-ba và giết Chúa Giê-xu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: trong hai người đó, các ngươi muốn ta phóng thích ai? Họ thưa: Ba-la-ba. Phi-la-tô hỏi: vậy đối với Giê-xu gọi là Kitô, ta phải làm gì? Họ đồng thanh đáp: đóng đinh nó đi. Quan lại hỏi: những người này đã làm gì nên tội? Chúng càng la to: đóng đinh nó đi. Bấy giờ Phi-la-tô thấy bất công, lại thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: ta vô can về máu người công chính này, mặc kệ các ngươi. Toàn dân đáp: hãy để cho máu đó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi. Bấy giờ quan phóng thích Ba-la-ba cho họ, còn Chúa Giê-xu thì trao cho họ thánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền hiệu Chúa Giê-xu vào trong công đường và tập họp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vẫn một vòng tay đặt trên đầu người và cho vào tay mặt người một cây gậy. Họ quỳ gối trước mặt người và nhạo báng rằng: tông vua dân Do Thái. Đoạn họ thạp nổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ
nó đã trông cậy Thiên Chúa. Nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: Ta là con Thiên Chúa. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ tối tăm mù mịt, vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu thuyết
hình thầy, đây là báu thầy, báu đồng ba nghìn anh em. Và được thể hiện cụ thể rõ nét nhất khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Cuối đoạn bài thơ khó, Đức Giêsu đã bị bắt giữ tại vườn Gethsemane, hay còn gọi là vườn cây dập, bị xét xử tại vườn hội đồng của người Do Thái và bị kết án tại phiên tòa của Phi-la-tô. Cho tới việc bị đóng đinh trên thập giá, cuộc thương khó của Chúa Giêsu được tưởng niệm trong tuần thánh và được coi là trọng tâm và đỉnh cao trong phục vụ Kitô giáo. Như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã biết được nhân vị của con người, đã xoa dịu mọi đau khổ thể xác cũng như tinh thần của những ai đến cùng người. Đức Giêsu đã thu đáo tất cả những cái đau khổ thể xác và tinh thần của con người vào chính bản thân của mình, để chết đi một lần cho tất cả và mở ra cánh cửa vào chốn trường sinh. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Mỗi người chúng ta được mời gọi bước vào cuộc thương khó của Đức Giêsu. Nguyện xin Chúa giúp sức cho mỗi người chúng ta để từng nghi thức cử hành trong tuần thánh đều đem lại hiệu quả cứu độ cho chúng ta. Kính mời cộng đoàn đứng chúng ta lên sân đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Trong tuần thánh này biết nhận ra vẻ đẹp yêu thương giữa cuộc
Và chắc chúng ta được làm mà cũng chưa.
Thank you.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng cho tôi chúng con, tôi xin nhìn đến đức tin của hội Thánh Chúa. Xin đoái đơn ban cho hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Minh Chúa, cho hàng sống và hiên trí muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa đêm xoa tối trần gian của trai đừng mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Con chẳng đang Chúa ngữ bạc nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sáng lòng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc Thánh